Mưa lớn kèm theo dông gây ra tình trạng ngập lụt, nhà cửa tốc mái, hư hại cây cối hoa màu tại nhiều địa phương trên cả nước trong 2 ngày qua. Sau đây là tổng hợp thiệt hại ở một số tỉnh thành. Tại Hà Giang, mưa lớn 2 ngày vừa qua đã khiến nhiều tuyến quốc lộ quan trọng nối từ thành phố Hà Giang lên các huyện vùng cao bị chia cắt do sạt lở đất. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chủ động kiểm tra, rà soát những nơi đang có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Tại Quảng Ninh, mưa lớn cũng đã gây ngập lụt nhiều nơi, đặc biệt là khu vực thành phố Uông Bí, huyện Hải Hà, thành phố Cẩm Phả, thị xã Đông Triều. Lượng mưa ghi nhận tại thành phố Uông Bí là trên 100 mm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún. Nhiều tuyến đường tại thành phố Uông Bí bị ngập sâu, gây ách tắc cục bộ và nhiều xe ô tô bị chết máy, ngập trong nước gây hư hại nặng. Tại Hải Phòng, mưa lớn đang gây ngập úng hầu hết tất cả các tuyến đường chính trong nội đô. Mức độ ngập cao nhất lên đến khoảng 40 cm. Nước ngập sâu đã khiến nhiều phương tiện giao thông bị chết máy, gặp sự cố. Tại Thái Bình, trận mưa to trưa ngày hôm qua đã làm cho nhiều tuyến đường của thành phố Thái Bình bị ngập sâu, khiến cho việc sinh hoạt đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều phương tiện chết máy, giao thông trì trệ, nhiều tuyến phố ngập sâu từ 0,2 cho đến 0,4 m. Để chủ động ứng phó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông báo hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.